Thưa quý vị, chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thậm chí là có những doanh nghiệp phải đóng cửa do không có nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất. Để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm phục hồi, mới đây Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh dịch COVID-19, các doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề thiếu nguồn cung nguyên liệu thô và thiếu nhân công. Giá cước container trung bình đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020 và gấp hơn 5 lần so với năm 2019 và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chúng ta phải sắp đặt những cái kế hoạch kinh doanh phù hợp để làm sao giãn được cái tiến độ giao hàng cũng như là sử dụng những cái phương thức khác. Ví dụ như là khu vực châu Âu chúng ta có thể vận chuyển thông qua cái hình thức đường sắt. Thì chi phí so với vận tải container bằng đường biển hiện nay thì không hề là cao hơn, trong khi thời gian thì lại nhanh hơn. Thì đây cũng là những các cái gợi ý trong cái thời điểm như hiện nay. Thế còn về lâu dài thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục theo dõi cái tình hình giá cước vận tải. Để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến chuỗi cung ứng, sớm hồi phục thị trường trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp cần chủ động lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ và vận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Cây cam hiện là cây trồng chủ lực của tỉnh Hà Giang do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Niên vụ năm ngoái thì công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn và đến niên vụ năm nay, sản lượng ước khoảng 78.000 tấn. Để giải quyết bài toán đó, tỉnh Hà Giang đã tiến hành xúc tiến bán hàng qua sàn thương mại điện tử, bước đầu đã có những tín hiệu khả quan. 10 tấn cam đầu tiên tiêu thụ qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart đã được ký kết với hợp tác xã, hộ nông dân xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Đây là chuyến hàng đầu tiên nên công tác kiểm định chất lượng sản phẩm được giám sát chặt chẽ. Bưu điện tỉnh Hà Giang cũng đã phối hợp với các hợp tác xã trên toàn tỉnh để rà soát cũng như là đánh giá về chất lượng cũng như là cái quy cách quy trình đóng gói và đặc biệt về cái chất lượng sản phẩm trong cái quá trình đóng gói và chuẩn bị cắt hái. Những năm gần đây, tỉnh Hà Giang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, bước đầu đưa những sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. 10 tấn cam đầu tiên do khách hàng các tỉnh miền Nam đặt mua đã giúp người dân bán sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Yêu cầu của sàn điện tử thì như ngày hôm nay thì theo chúng tôi đều nhìn thấy mà đều biết thì cái yêu cầu nó thì đối với nhà vườn chúng tôi thì cũng sẵn sàng đảm bảo, chúng tôi cũng sẵn sàng cung ứng cho đầy đủ mà đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng mà về không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Với tỉnh miền núi biên giới như Hà Giang, việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử giúp công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm được dễ dàng hơn, người nông dân được mở rộng thị trường tiêu thụ, giảm bớt khoảng cách về địa lý và các khâu trung gian. Sau 5 ngày quyết liệt triển khai nghị quyết số 116, quyết định số 28 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện thanh toán gần 7.700 tỷ đồng cho người lao động và doanh nghiệp. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Đối với gần 382.000 doanh nghiệp, tương ứng khoảng gần 10 triệu 500.000 người lao động, với tổng số tiền trên 7.600 tỷ đồng. Đồng thời đã có hơn 7.400 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền trên 20,5 tỷ. Gói hỗ trợ này được đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện. Nhờ có hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho từng doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả. Công tác chăm sóc đời sống người có công luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng trong nhiều năm qua. Các địa phương đã đẩy mạnh giải quyết các nội dung, vụ việc tồn đọng tại cơ sở liên quan đến công tác chính sách ưu đãi đối với người có công, để họ được hưởng đầy đủ chính sách mang ý nghĩa lớn của Đảng và Nhà nước, ghi nhận tại huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Toàn huyện miền núi Sơn Tây có trên 850 người có công với cách mạng. Chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về trợ cấp hàng tháng, nhận tiền quà vào các ngày lễ Tết, giúp những người đã từng cống hiến xương máu, tuổi thanh xuân có cuộc sống ổn định, an ủi hơn. Tuy nhiên, toàn huyện Sơn Tây vẫn còn 51 đối tượng người hoạt động kháng chiến, người thân bị nhiễm chất độc hóa học, chưa được hưởng chính sách.
Nguyên nhân là do không còn lưu giữ giấy tờ gốc, thiếu điều kiện nên khó khăn khi giải quyết chính sách. Hiện nay cái thực trạng cũng muốn để xác lập hồ sơ nhưng mà bản thân họ là không có giấy tờ để chứng minh họ là trước đây là có tham gia cách mạng, nên nói chung xã cũng khó khăn trong vấn đề này nên là không thể xác lập được hồ sơ. Tại huyện miền núi Sơn Tây, công tác lưu trữ từ nhiều năm trước chưa chặt chẽ, thiếu sự kết nối từ cấp quản lý nên tồn tại tình trạng ứ đọng hồ sơ chính sách của người có công. Hiện 30 hồ sơ tồn đọng nhiều năm tại huyện Sơn Tây đang được nỗ lực giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho người có công. Hồ sơ của những người có công nó lệch về tuổi, năm sinh đối với hồ sơ quản lý. Cái thứ hai nữa là coi như về chế độ chất độc hóa học. Trong thời điểm giai đoạn năm 2001-2005 có lòng xây dựng và đề nghị là coi như một số hồ sơ để hưởng chất độc hóa học. Thời điểm đó là coi như cái văn bản ra quy định nó không cụ thể, cho nên nhiều hồ sơ nó lòng nó không đầy đủ chứng từ. Để trên cơ sở thứ nhất là nắm bắt được tình hình triển khai thực hiện giải quyết chế độ chính sách có còn vướng mắc tồn đọng những cái vấn đề gì hay không. Nếu có những vướng mắc tồn đọng thì sẽ góc độ chuyên môn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh sẽ cùng tháo gỡ và hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ để làm cái nhiệm vụ này, để được hướng dẫn nắm bắt kỹ hơn để mà hướng dẫn lại cho đối tượng để thực hiện các cái nhiệm vụ. Đa số những người tham gia cách mạng không còn hồ sơ đều đã xây bóng. Song những trường hợp như thế này chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước là trăn trở lớn nhất của những người làm chính sách. Vì vậy, việc tháo gỡ những tồn đọng vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi với người có công là trách nhiệm đối với những người đã từng cống hiến xương máu cho độc lập của dân tộc.